Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Người tìm xác, tác giả Lạc Lâm Lan, chương 1368. Có thể là tôi đứng dậy đánh động cô bé ở giường bên, cô ấy nghe thấy tiếng thì mơ màng quay lại hỏi tôi, sao vậy? Kết quả liếc thấy con đau thép trong tay tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi thấy đã dọa cô ấy nên vội vàng cất đau đi và nói, không sao không sao vừa rồi tôi nhìn thấy có một kẻ trộm lãng bán ngoài phòng bệnh nên muốn lấy dao ra hù dọa hắn một chút nhưng rõ ràng cậu bé không tin lời tôi có điều cô ấy cũng không nói gì chỉ lập tức quay đầu lại không dám nhìn tôi nữa tôi thấy cô ấy đã coi tôi là người xấu cũng chỉ đành cười khổ tiếp tục gục vào mép giường của chú lê ngủ bị cái thứ vừa rồi quấy rầy cơn buồn ngủ của tôi bay biển cả vì thế thầm suy tính trong lòng đó là thứ gì vậy nhìn điệu bộ của nó chắc chắn không phải làm như vậy lần đầu tiên cũng may chú lê có chúng tôi canh nếu không chỉ e sẽ bị dân không cho thứ kia hút mất đương khí trời sáng tôi thật sự không ngồi yên nổi nữa cẩn thận quan sát tình trạng của chú lê sau khi xác nhận tạm thời không có vấn đề gì tôi mới đi ra hành lang hít thở không khí ai ngờ lúc này thấy một người nhà bệnh nhân của phòng bệnh sát bên hoảng hốt chạy ra gọi người nói là mẹ của anh ta hơi khác thường y tá lập tức đi gọi bác sĩ trực tới sau đó một đám người rầm rập chạy vào kết quả tối còn chưa đi đến toilet đã nghe thấy trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc xem ra người bệnh đã chết không tới bệnh viện không biết mỗi ngày ở đây diễn ra không biết bao nhiêu là cảnh sinh ly tử biệt có lẽ ngày hôm qua còn có thể vừa nói vừa cười với nhau nhưng hôm nay lại phải cách biệt trời đất nghĩ đến đây tôi đi vào toilet với tâm trạng nặng nề rửa mặt sạch để mình tỉnh táo lên chút vừa đẩy cửa vào đúng lúc thấy cô bé giường bên cũng ở trong cô ấy thấy tôi đi vào thì lập tức hoảng sợ loạn xạ muốn đi ra ngoài tôi đành phải cười khổ nói với cô ấy cô không phải sợ tôi thật sự không phải người xấu đâu nhưng hình như lời giải thích của tôi chẳng có ích khỉ gì cô ấy vẫn chẳng dám thốt lên câu nào mà xoay người đi ra ngoài luôn tôi thấy lúc này mình cũng đã thành người xấu thật rồi có điều với hình tượng đêm qua đừng nói cô ấy ngay cả tôi nhìn thấy cũng nhất định không tin cái lý do thoái thác đáng xấu hổ kia đâu. Sau khi quay lại phòng bệnh, Đinh Nhất đã mua bữa sáng về, đầu tiên anh ta nhìn chầm chầm chú Lê một lát, rồi thông thả nói với tôi, có phải sư phụ không tỉnh lại được nữa không? Tôi vội bắt anh ta phỉ phui cái mồm, bớt nói những lời không may mắn đi. Còn nữa, không phải tục ngữ nói người tốt không sống lâu, tai họa kéo ngàn năm đó sao? lão thầy bói này tuyệt đối không được tính là người tốt đâu phải sống lâu vào chứ sau đó các bác sĩ đến kiểm tra nói vài câu đơn giản về tình hình của chú lệ với chúng tôi tóm lại vẫn là chỉ có thể theo dõi trước đã xem kế tiếp có biến chứng sau phẫu thuật nào xuất hiện không nói xong về chú lê bác sĩ quay lại nhìn người thân của cô bé kia có điều hôm nay tình trạng của ông ta rõ ràng không tốt lắm cũng không biết có phải đêm qua bị thứ kia hút mất mấy hơi dương khí nên vậy không. Nếu là lúc bình thường, nhất định tôi sẽ không lo chuyện bao đồng. Xét cho cùng, loại chuyện thế này quá nhiều, tôi lại chẳng phải anh hùng trừ ma diệt ác gì đó, không đáng để vừa thấy tà ma thì liều mạng xông lên trước. Nhưng hiện giờ chú Lê cũng ở đây, hơn nữa thứ kia lại bị tối đụng phải, nếu không bắt được nó, buổi tối hôm nay không chừng còn gây tai họa cho bệnh nhân của phòng bệnh nào đó thì sao? Nghĩ đến đây, tôi bèn gọi Đinh Nhất ra khỏi phòng bệnh, đi đến cầu thang và kể lại một cách đơn giản tình huống đêm qua cho anh ta nghe. Nghe xong, sắc mặt anh ta cũng sầm lại, nơi như bệnh viện có âm hồn là rất bình thường, nhưng có tà ma hút dương khí của con người lại không bình thường. Tôi gật gù đáp, theo lý mà nói, mặc dù âm hồn ở đây nhiều, nhưng cán bộ ở âm ti cũng nhiều mà, cho nên đáng lẽ sẽ không xuất hiện thứ hai người thế này. Nhưng đôi mắt của tên kia rất đặc biệt, màu đỏ tươi, tuyệt đối không phải âm hồn bình thường đâu. Cán bộ, Đinh Nhất nghe tôi dùng từ này nên hơi khó hiểu hỏi. Tôi cười he he đáp là âm sai đó. Mấy kẻ đó dầu gì cũng là nhân viên làm việc cho âm ti, không gọi cán bộ thì gọi là gì. Đinh Nhất nghe tôi nói như vậy, cũng nở nụ cười hiếm thấy và nói, ừ, sau này lúc hai chúng ta đến âm ty báo danh cũng bảo hát bạch vô thường sắp xếp cho một công việc chính quy nhỉ tối ngẫm nghĩ sau đó nghiêm chỉnh trả lời anh ta chắc là không có vấn đề gì chỉ không biết bên kia sắp xếp công việc chính quy phải mất bao nhiêu tiền đây đinh nhất bị tối chọc cười thực ra tôi có thể nhận ra hai ngày nay anh ta rất lo cho chú lê nếu không sẽ không hỏi tôi câu có khi nào chú lê không tỉnh lại không người thiếu một tinh phách như anh ta dù không biết thể hiện tình cảm thế nào nhưng chắc chắn tình cảm lưu luyến với chú lê không hề kém tôi lúc ăn cơm trưa tôi phát hiện hình như ngón tay chú lê hơi cử động vì vậy lập tức gọi bác sĩ tới kết quả cho thầy bói này lại chẳng biết cố gắng chút xíu nào bác sĩ tới thì chú ấy lại bất động sau đó bác sĩ điều trị chính của chú lê kiểm tra cẩn thận tình hình của chú ấy rồi nói với tôi tình huống tôi vừa thấy có thể là do thần kinh vô thức của chú ấy nhảy lên tôi bỗng hơi thất vọng vốn tưởng rằng ngón tay của chú lê có phản ứng là sắp tỉnh cơ chứ kết quả lại là hành động vô thức bác sĩ kia thấy tôi hơi mất mát nên cổ vũ tôi đừng nhục chí trước mắt tình huống của ông ấy vẫn coi như ổn định chỉ cần máu bẩm trong não bệnh nhân chậm rãi giảm bớt tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi tôi gật đầu đáp dạ vâng ạ à, cảm ơn bác sĩ lúc này cô bé giường bên đúng lúc đi lấy cơm về nhìn thấy bác sĩ ở trong phòng còn tưởng là người thân của mình xảy ra chuyện gì vì thế vội vã hỏi bác sĩ tình hình cha cháu thế nào ạ à? bác sĩ thở dài trước mắt vẫn coi như ổn định nhưng mà cần phải nhanh chóng thu xếp phẫu thuật nếu không còn kéo dài tiếp sẽ làm chậm trễ việc điều trị cô bé nghe vậy thì mặt mày buồn bã gật đầu đáp vâng ạ à, cháu biết rồi bác sĩ đi rồi, cha cô bé âm ỉ đòi phải xuất viện, ông ta nói không muốn phải tốn tiền nữa. Cô bé lập tức nóng nảy, khóc lóc nói với cha mình, cha nghe lời đi, bác sĩ nói không thể để cha kích động, chuyện tiền nông con sẽ nghĩ cách, bây giờ cha không thể xuất viện. Nhưng ông ta vẫn rất cứng đầu, nói thế nào cũng không đồng ý, cứ nhất quyết phải để số tiền còn lại cho cô bé đi học. Ông ta nói mình đã đến tuổi này rồi, sống lâu hơn một ngày hay bớt đi một ngày không hề gì cả, nhưng không thể làm lỡ cuộc đời của con gái mình được. Tôi ở cạnh thật sự nghe không nổi nữa, nên mở miệng khuyên bảo, chú ơi, trước tiên chú đừng kích động, tình hình hiện giờ vẫn nên nghe bác sĩ, nếu có hy vọng tại sao lại không chữa. Nếu căn bệnh này của chú có tiền là giải quyết được, vậy chứng minh chú may mắn, rất nhiều người có tiền cũng không thể giữ được mạng. Chương 1369 Nghe tôi nói như vậy, cảm xúc của cha cô bé thoáng ổn định lại, sau đó ngồi yên trên giường không nói. Nhưng tôi biết trong lòng ông ta vẫn đang sâu lo vì bệnh của mình và điều kiện trong nhà. Ai lại không muốn tiếp tục sống chứ? Nhưng mà đối với những gia đình bình thường, có vài căn bệnh quả thực, giống như nước lũ với thú dữ, không có sức chống lại. Rất nhanh đến buổi tối, tôi nghe thấy cô bé kia vẫn trốn ở cầu thang gọi điện thoại. Cô ấy đang vay tiền khắp nơi, nhưng gần đây người ta cứu trường hợp khẩn cấp chứ không cứu người nghèo. Mấy ai có thể ném tiền vào cái động không đáy này chứ? Vốn đi buổi tối hôm nay Đinh Nhất muốn ở lại trong chừng, nhưng tôi nhớ đến chuyện bình thường đều là Đinh Nhất thức đêm lái xe, mà bây giờ trong năm chú Lê lại không có gì khó khăn, cho nên tôi bảo Đinh Nhất đi ngủ. Đinh Nhất ngẫm nghĩ rồi nói, nếu đến đêm thứ kia lại tới, cậu lặng lẽ đi theo nó, xem thử thứ kia rốt cuộc là từ đầu chui ra tôi gật gù đáp không sao đâu yên tâm đi anh nhanh chóng xuống nghỉ ngơi đi thật ra tôi cũng không lo lắng buổi tối thứ kia sẽ đến suy cho cùng hôm qua nó đã nhìn thấy con dao thép trong tay tôi nếu nó không sợ thì tới đi ai sợ ai nào kết quả buổi tối hôm nay tôi chờ mãi tới sau nửa đêm cũng không thấy nó đến xem ra đúng là tôi đoán trúng rồi thứ kia sợ con dao thép của tôi sau đó tôi thật sự mệt quá nên gục xuống mép giường chú lê nặng nề ngủ nhưng khi tôi vừa thiếp đi không bao lâu thì nghe thấy tiếng của một cô gái kêu lên sợ hãi tôi lập tức bị đánh thức tập trung nhìn kỹ tôi phát hiện hóa ra là cô bé kia không biết ra ngoài từ lúc nào đến khi cô ấy trở về vừa đúng lúc đụng phải thứ đứng ở đầu giường cho cô ấy ngày hôm qua cho nên sợ quá kêu lên hóa ra thứ này đang đợi tôi ngủ bảo sao nó vẫn chậm chạp không xuất hiện thật không ngờ chỉ số thông minh của thứ này còn rất cao đấy nghĩ đến đây tôi lập tức rút dao thép ra đâm thẳng đến phía nó tên kia vừa thấy tôi tỉnh là xoay người muốn chạy nhưng lúc này cô bé kia lại đúng lúc chặn ở cửa cô ấy bị dọa đến ngay ra nên căn bản không biết trốn tránh cứ ngơ ngác đứng ở đó tôi lập tức hét lớn với cô ấy quỳ xuống đất nghe tôi hét như vậy cô bé mới hồi phục tinh thần lập tức nghe lời quỳ xuống nền lúc này thứ tà ma kia vừa vặn xẹt qua đỉnh đầu suýt nữa là đụng vào cô ấy tôi nhanh chóng chạy tới nâng cô ấy dậy cô không sao chứ sắc mặt cô bé tái nhợt lắc đầu đáp không sao vừa rồi là thứ gì vậy hiện giờ tôi không có thời gian giải thích với cô ấy nên đẩy cô bé vào phòng bệnh và nói về canh chừng cha của cô đi nói xong tôi cầm dao thép đuổi theo sau khi đuổi theo ra khỏi phòng bệnh Tôi phát hiện thứ kia chạy tới cuối hành lang như một trận gió. Chỗ đó là thang máy. Lúc này chắc chắn không có một bóng người. Chờ tôi chạy tới nơi, phát hiện thứ tà ma đen xì kia đang ngồi trên cửa sổ được mở một nửa. Trận trừng nhìn tôi chầm chầm với một đôi mắt màu đỏ tươi. Tôi từ từ dơ dao thép lên, lạnh lùng nói với nó, mi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Vậy đừng trách ta không khách sáo. Tôi vừa dứt lời, thứ kia đã xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ trong lòng tôi cả kinh, vội vàng đi đến trước cửa sổ xem xét, nhưng phát hiện nó đã sớm biến mất trong màn đêm đen nhánh. Đến khi trở lại phòng bệnh, tôi thấy cô bé đang hoảng hốt cầm một con dao gọt táo, nơm nớp lo sợ đứng ở trước giường của cha mình, nhìn chầm chầm ra cửa không nhúc nhích. Thấy người quay lại là tôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thứ kia đâu rồi. Tôi cắm dao thép về lại trong ống quần và đáp, để nó chạy mất rồi, nhưng cô yên tâm đi tối hôm nay nhất định nó không dám đến nữa đâu cô bé nghe xong thì đỏ mặt hỏi tôi đêm qua có phải anh cũng nhìn thấy thứ kia không tôi gật đầu sau đó cũng hơi ngượng ngùng nói nói thật ra sợ dọa cô cho nên tôi lừa cô nói là bên ngoài có ăn trộm rốt cuộc đó là thứ gì cô bé hỏi tôi với vẻ mặt sợ hãi nhất thời tôi cũng không nói ra được nó là cái gì có điều nhìn điệu bộ nó nhảy ra ngoài cửa sổ chỉ e là một tên nhảy lầu chết biến thành. Buổi tối hôm đó cô bé vô cùng sợ hãi, cho nên tôi nói chuyện phím với cô ấy đến tận hừng đông, lúc sau cô ấy mới ghé vào mép giường ngủ thiếp đi. Cô bé này tên Thẩm Oánh Oánh, là sinh viên đại học năm 2. Cha cô bé là Thẩm Hồng Kỳ, vào mấy ngày trước lúc đang đi làm thì đột nhiên trước mắt tối sầm rồi bất tỉnh nhân sự. Các đồng nghiệp đưa ông ta đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là trong đầu ông ta có một khối u nhìn hình dạng sợ là u ác tính. Mẹ của Thẩm Oánh Oánh qua đời vì bệnh tật khi còn trẻ, hiện giờ cha cô bé cũng bị bệnh nan y. Trong lúc nhất thời Thẩm Oánh Oánh cảm thấy như trời đất đều sụp đổ. Bác sĩ điều trị chính của Thẩm Hồng Kỳ nói cho Thẩm Oánh Oánh biết, khối u não của cha cô ấy vô cùng phức tạp, cần phải chia ra mỗi mấy lần mới có thể loại bỏ hoàn toàn. Hơn nữa, nguy hiểm của cuộc phẫu thuật thể này rất lớn, chỉ cần có một lần sơ sẩy là sẽ chết người trong lòng thẩm oánh oánh sợ hãi không thôi, cô ấy vừa muốn có thể chữa khỏi bệnh của cha, nhưng vừa lo có thể nào vì quyết định của mình. Ngược lại hại ông hay không? Hơn nữa lần này chi phí phẫu thuật không thấp, toàn bộ quá trình mà không có bảy, tám trăm nghìn thì không đủ. Nhưng gia đình như họ, đừng nói là bảy tám trăm nghìn, dù là bảy tám mươi nghìn cũng không lấy ra được. Vốn dĩ cha của thẩm oánh oánh có bảo hiểm y tế nhưng điều kiện của bệnh viện nhỏ ở quê họ có hạn. Cơ bản là không chữa được căn bệnh này, mà bệnh viện lớn chữa được bệnh này lại chỉ có thể tự trả tiền chữa trị. Thẩm oánh oánh đã liên hệ hết một lượt tất cả họ hàng mà mình có thể liên hệ, nhưng vừa nghe nói đến tình trạng của cha cô ấy, họ đều khuyến cô ấy từ bỏ đi cho rồi. Đầu tiên là chi phí chữa trị quá cao, mà nguy hiểm trong quá trình đó lại quá lớn, tính toán như thế nào cũng không thích hợp nhưng dù sao đây cũng là người thân duy nhất của mình sao thẩm oánh oánh chịu từ bỏ dễ dàng thể được vì vậy cô ấy gạt cha đem nhà ở quê đi thế chấp miễn cưỡng vay đủ tiền phẫu thuật lần một ai ngờ thẩm hồng kỳ biết được nổi trận lôi đình nói thế nào cũng không đồng ý làm phẫu thuật bởi vì ông ta biết nhà mình không có điều kiện này miễn cưỡng chữa trị tiếp sẽ chỉ làm thẩm oánh oánh khổ thêm thôi hơn nữa Ông ta lo lắng nhất chính là lỡ như mình không xuống được bàn phẫu thuật, chẳng phải là để lại cho con gái món nợ trả cả đời cũng không xong sao. Cho nên hôm nay lúc ban ngày, cảm xúc của ông ta mới kích động như vậy, nhất quyết không đồng ý phẫu thuật. Nghe xong, tôi cũng cảm thấy cuộc phẫu thuật này đích thực quá nhiều nguy hiểm. Ở góc độ bác sĩ, tất nhiên là muốn để bệnh nhân cố gắng điều trị, nhưng đối với gia đình như Thẩm Oánh Oánh, thật sự hơi làm khó người ta. Chương 1370 Thực ra tôi có lòng đồng tình với cảnh ngộ của cha con nhà họ thẩm, nhưng hiện giờ tình huống như bọn họ thật sự quá nhiều. Nếu không giải quyết vấn đề từ cơ bản, chỉ dựa vào cứu trợ xã hội thì thật sự như muối bỏ biển. Nghèo khổ vì bệnh, bốn chữ này tuyệt đối không phải nói chơi. Sáng sớm hôm sau, Đinh Nhật sách bữa sáng đi vào phòng bệnh, thấy tôi đeo một đôi mắt thâm quần ngồi ngẩn ra đó. Anh ta cười và nói, tôi thấy buổi tối hôm nay vẫn nên để tôi trông đi xem cậu trong liên tục hai ngày, quân thâm trên mắt đậm đến mức sắp thành gấu trúc quốc bảo rồi. Tôi xua xua tay với anh ta, không sao, chủ yếu là do đêm qua tôi nói chuyện với thẩm oánh oánh thôi. Đinh Nhất nghe vậy lập tức ra vẻ nghiền ngẫm nhìn tôi, nói chuyện phím với con gái cả một đêm không ngủ. Gì chứ? Là thứ kia thừa dịp tôi ngủ rồi mới chạy đến hút dương khí của cha thẩm oánh oánh, kết quả bị thẩm oánh oánh bắt gặp tóm lại là đêm qua khá mạo hiểm đó tôi đắc ý đinh nhất vội hỏi tôi sau đó thì sao cậu có đuổi kịp nó không nghe anh ta hỏi vậy tôi lập tức hơi nhục chí đáp lại không để nó trốn thoát rồi đinh nhất lắc đầu nói với tôi buổi tối hôm nay cậu về xe ngủ coi tôi bắt lấy cái thứ kia cho cậu trái lại tôi muốn xem thử rốt cuộc nó là thứ gì biến thành tôi khẽ hừ nhẹ còn có thể là thứ gì biến thành cũng đâu thể là con khỉ biến thành buổi chiều tối ngủ bù một giấc trên xe tỉnh lại phát hiện trời đã tối tôi vốn định mua cơm tối đưa lên cho đinh nhất kết quả lại gặp thẩm bánh oánh ở quầy thu ngân lầu một lúc ấy cô bé này đang nộp viện phí tôi thấy khuôn mặt cô ấy buồn bã biết chắc là không đủ tiền nhưng xét thấy sự xấu hổ khi lần đầu chúng tôi gặp mặt cho nên lần này tôi không tùy tiện đi lên trước chờ cô ấy đi rồi Tôi vội vã đến quầy thu ngân hỏi thăm nhân viên, hiện giờ thẩm hồng kỳ còn cần nộp bao nhiêu tiền viện phí nữa. Kết quả cô nhân viên thu ngân trong cửa sổ trả lời mà không thèm nâng mí mắt lên, 12.000 tệ. Tôi nghe vậy liền lấy thẻ ngân hàng đẩy vào và nói, nộp 20.000 vào đó trước đi. Lúc này người phụ nữ bên trong mới ngẩng đầu nhìn lên tôi, hơi nghi ngờ hỏi, cậu là gì của ông ấy? Tôi nhìn cô ta và đáp, bạn. Nộp tiền viện phí cho Thẩm Hồng Kỳ xong, tôi đi mua cơm tối cho Đinh Nhất, kết quả khi trở về đúng lúc gặp Thẩm ánh oánh với vẻ mặt kinh hoàng ở cửa thang máy. Tôi vội hỏi cô ấy bị làm sao. Cô ấy sốt ruột nói với tôi rằng không thấy cha mình đâu nữa. Lòng tôi trùng xuống, hiện giờ áp lực tâm lý của Thẩm Hồng Kỳ rất lớn, khó bảo đảm ông ấy sẽ không nhất thời luẩn quẩn trong lòng, làm ra chuyện gì ngốc nghếch, bởi vì khi con người bị bệnh, nội tâm thường rất yếu ớt cảm thấy chỉ cần mình chết rồi, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết. Vì thế đầu tiên tôi khuyên thẩm oánh oánh đừng sốt ruột quá, bây giờ tôi và cô ấy chia nhau ra tim, nhất định có thể tìm được cha cô ấy. Hơn nữa hiện giờ bệnh viện cũng không giống trước đây, muốn tìm được một chỗ có thể mở cửa sổ ở tầng 2 trở lên đều khó khăn. Cho nên kể cả thẩm hồng kỳ thật sự luẩn quẩn trong lòng, ông ấy cũng sẽ không tìm thấy chỗ nhảy lầu. Mà khi nói tới đây, tôi lại chợt nghĩ đến nơi cái tên mắt đỏ kia biến mất đêm qua cửa sổ chỗ thang máy kia sao lại mở ra được ba ngày lúc đi qua đó tôi cũng không để ý không biết giờ đã đóng lại hay chưa nghĩ đến đây tôi lập tức gọi điện thoại cho đinh nhất bảo anh ta lập tức đến chỗ thang máy xem thử tuyệt đối đừng để cho thẩm hồng kỳ nhìn thấy cánh cửa sổ đó không đóng ai ngờ điện thoại của tôi còn chưa gọi được đã nghe ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng rầm vang vọng nặng nề tiếp theo có mấy cô gái bắt đầu không ngừng la hét có người nhảy lầu bác sĩ ở đây có người nhảy lầu thẩm oánh oánh bên cạnh tôi mềm những chân quỳ xuống đất có lẽ cô ấy đã đoán được người nhảy lầu kia là ai tôi cũng không ngờ động tác của thẩm hồng kỳ nhanh như vậy mới vừa phát hiện ông ta có suy nghĩ chán sống ông ta đã nhảy xuống rồi lúc này thẩm oánh oánh đột nhiên nổi điên đứng bật dậy khỏi mặt đất liều mạng chạy ra phía cửa lớn nhưng bởi vì lúc ấy có rất nhiều người xem náo nhiệt, cho nên nhất thời cô ấy không thể lập tức chạy ra đại sảnh. Tôi vội theo ở phía sau giơ tay giữ chặt cô ấy và nói, trước tiên cô đợi ở đây một lát, tôi đi xem thử. Nhưng có nói gì thậm oánh oánh cũng không chịu, cô ấy liều mạng dãy dụa muốn chạy ra bên ngoài. Lúc này thấy mấy bác sĩ khoa cấp cứu chạy như điên ra ngoài, chắc là bọn họ đi xem xét tình hình của người nhảy lầu. Không bao lâu sau, bọn họ đẩy một người đàn ông đầy máu chạy vào tôi không cần nhìn cũng biết đó chính là thẩm hồng kỳ lúc này tôi vội vàng ôm thẩm oánh oánh vào trong lòng ẩn chặt đầu cô ấy ở trước ngực mình không cho cô ấy nhìn thấy cảnh bi thảm đó ban đầu thẩm oánh oánh còn liều mạng dễ dụa nhưng rất nhanh cô ấy đã sụi lơ tê liệt rũ xuống trong lòng tôi tôi cúi đầu nhìn cô ấy đã ngất đi vì quá đau lòng tôi lập tức bể cô ấy lên sau đó vừa chạy về phía phòng cấp cứu vừa kêu to bác sĩ bác sĩ hai cha con thẩm hồng kỳ và thẩm oánh oánh cùng nằm trong khoa cấp cứu khác nhau là thẩm hồng kỳ gần như vừa mới vào đến nơi đã tắt thở mà thẩm oánh oánh lại được bác sĩ cứu chữa nên nhanh chóng tỉnh lại thẩm oánh oánh tỉnh lại chuyện thứ nhất là hỏi tôi anh trương anh có nhìn thấy cha em không vừa rồi không phải anh và em chia ra đi tìm sao bây giờ chúng ta đi tìm ngay đi tôi thấy vậy thì biết chỉ e sau khi con bé này bị kích thích mạnh đầu óc không tỉnh táo nên tôi vội vàng nhìn sang bác sĩ vừa rồi cấp cứu cho cô ấy bác sĩ thấy tình trạng hiện giờ của cô ấy nên cho thêm ít thuốc an thần vào chai truyền dịch tiếp theo thẩm oánh oánh ngủ thiếp đi rất nhanh nhưng tôi lại lo nên làm gì khi cô ấy tỉnh lại lần nữa đây không biết cô ấy có thể chấp nhận sự thật thẩm hồng kỳ đã chết hay không Thực ra Ban đầu khi mới mất đi người thân, đại đa số con người đều sẽ lựa chọn không muốn tin tưởng đây là thật. Có người sẽ nhận ra sự thật này trong thời gian nhất định, nhưng có người lại lựa chọn cả đời đều sống mơ hồ. Thẩm Oánh Oánh còn rất trẻ, tôi không hy vọng nhìn thấy cô ấy vì chuyện này mà cả đời đều chìm sâu trong tự trách. Xảy ra chuyện lớn như vậy, phía bệnh viện lập tức báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới, tìm thấy một bức di thư để lại cho Thẩm Oánh Oánh ở dưới gối đầu của Thẩm Hồng Kỳ. Trong thư ông ta nói với con gái, "Sở dĩ mình chọn cách này để rời đi hoàn toàn là vì bản thân quá nhát gan. Tuy nhiên trước khi chết, Thẩm Hồng Kỳ lại hy vọng con gái mình có thể dũng cảm một chút, kiên cường một chút, suy cho cùng, cuộc đời của cô ấy còn rất dài." Nói gì thì nói, có bậc làm cha mẹ nào không hy vọng con cái được tốt đẹp chứ? Chương 1371 Chờ dàn xếp cho thẩm oánh oánh xong, tôi về lại phòng bệnh, ai ngờ lại phát hiện Đinh Nhất không ở trong phòng. Tôi tìm một vòng ở ngoài hành lang không thấy, lập tức gọi vào số di động của anh ta. Điện thoại được kết nối, tôi nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gió vù vù, rồi Đinh Nhất nói cho tôi biết giờ anh ta đang ở trên tầng. Cao nhất của bệnh viện, tôi cả kinh, vội vàng hỏi anh ta sao lại chạy lên trên đó. Kết quả anh ta bảo tôi cũng đi lên ngay giờ đi bởi vì anh ta đã phát hiện vài thứ trên tầng cao nhất, muốn để tôi qua xem thử. Tôi thấy lúc này trời cũng đã sắp sáng, vì thể đến quầy y tá đặng lại vài câu rồi vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Khi tôi bước vào tầng 16 cao nhất, phát hiện cửa phòng cháy thông ra mái nhà lại bị khóa. Đinh nhất, tôi nhìn trái nhìn phải, không tìm được người, bèn thử gọi nhỏ. Đợi một lúc vẫn không thấy ai, tôi vừa định gọi điện thoại cho anh ta, nhưng lúc này lại nghe cánh cửa phòng cháy thông ra mái nhà kia vang lên tiếng két và mở ra. Sau đó Đinh Nhất thò đầu qua nhìn tôi rồi nói, mau vào đi. Khi tôi bước qua cánh cửa phòng cháy kia, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao vừa rồi trong điện thoại toàn nghe thấy tiếng gió. Trên nóc nhà 16 tầng gió thổi vù vù. Tốt xấu gì, cậu hai tôi đây cũng là thằng đàn ông hơn 50kg, nếu không chắc sẽ bị gió cấp Tây Bắc trên này thổi bay đi mất tôi thấy đinh nhất tiện tay khóa cửa phòng cháy lại nên khó hiểu hỏi anh làm gì vậy tại sao phải khóa lại đinh nhất trầm giọng đáp bình thường cánh cửa này đều khóa vừa rồi tôi đuổi theo thứ kia lên thấy hắn lắc mình chui qua cửa cho nên tôi mới mở khóa ra theo vào tiếp theo đinh nhất nói cho tôi biết hóa ra trước đó anh ta nhìn thấy thứ mà tôi nói ở ngoài hành lang của phòng bệnh vì vậy anh ta lập tức đuổi theo có lẽ là tốc độ của thứ đó cực nhanh ngay cả đinh nhất cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng của nó nếu không phải khi thứ kia chạy đến thang máy bị thẩm hồng kỳ và vào làm chậm tốc độ lại chỉ sợ đinh nhất thật sự không đuổi kịp nó hóa ra khi bọn họ một trước một sau đi vào thang máy trước cửa sổ đúng lúc đụng phải thấm hồng kỳ nhảy lầu thứ tà ma kia cũng không biết là vì nhìn thấy thẩm hồng kỳ nhảy xuống bị kích thích hay là thế nào cứ đứng mãi ở trước cửa sổ ngẩn ngơ đến khi nó phát hiện đinh nhất đuổi theo sau mới nhanh như chớp chui vào cầu thang. Đúng là bởi vì có sự giãn cách này, mới làm Đinh Nhất đuổi theo nó lên được tầng cao nhất, nhìn thấy nó chui vào sau cánh cửa phòng cháy. Sau đó tôi đi theo Đinh Nhất đến phía sau một tháp tản nhiệt trên nóc nhà, thấy một cái xác chết khô của nam mặc bộ đồ bệnh nhân, mặt mày dữ tợn cuộn tròn ở đó. Tôi bất đắc dĩ thở dài, từ từ đi đến trước mặt thi thể rồi khuyêu xuống. Người chết tên là Lý Dược Tiến, hai tháng trước bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 3 ở bệnh viện này. Để chữa bệnh, ông ta đã tiêu hết tích cấp nửa đời người của mình, nhưng vẫn không thể khống chế được bệnh tình. Người ta đều nói bị bệnh lâu ngày chẳng còn đứa con hiếu thảo. Từ sau khi Lý Dược Tiên biết mình bị ung thư, con trai duy nhất của ông ta không còn xuất hiện trước mặt ông ta nữa. Vốn dĩ ông ta còn muốn bán nhà để tiếp tục chữa trị, nhưng bạn già của ông ta cũng hiểu được và nói với ông ta dù như thế nào cũng không thể bán nhà, bởi vì căn bệnh này của ông ta là cái động không đáy, đập vào bao nhiêu tiền cũng vô ích, đến cuối cùng chỉ có thể mất cả người lẫn của. Tuyệt vọng đủ bề, Lý Dược Tiến biết ông ta còn tiếp tục sống không chỉ liên lụy người nhà, chính mình cũng chịu tội, nên nghĩ chẳng bằng chết sớm đi cho xong. Vì thế một buổi tối, ông ta thừa dịp nhân viên bệnh viện lên mái nhà bảo dưỡng thiết bị, lén chuồng lên theo, định nhảy từ mái nhà xuống. Nhưng khi ông ta thực sự đứng ở vị trí đó, nhìn xe cộ đi tới đi lui dưới chân, lại không có dũng khí nhảy xuống. Lý Dược Tiến rốt cuộc hiểu được thì ra mình là một người yếu đuối, không có dũng khí sống để chữa bệnh, càng không có dũng khí nhảy từ trên lầu xuống cho xong hết mọi chuyện. Cuối cùng ông ta vẫn từ bỏ ý định nhảy lầu tự tử, nghĩ có thể sống ngày nào hay ngày đó, vì thế ông ta chuẩn bị xuống lầu nhưng lúc này ông ta mới phát hiện cửa phòng cháy trên mái nhà đã bị người ta khóa lại. Thật ra ông ta cũng không biết bệnh viện phòng ngừa có người bệnh chán sống, cho nên nếu không phải nhân viên đi lên bảo dưỡng thiết bị, cánh cửa phòng cháy này bình thường đều khóa. Mà sở dĩ lý dược tiến có thể đi lên, cũng là thừa dịp một nhân viên sửa điều hòa lên điều chỉnh thử thiết bị, vụn trộm lên theo rồi nứt vào. Nhân viên kia căn bản không biết có bệnh nhân đi theo mình lên, cho nên anh ta làm xong việc của mình thì khóa cửa rời đi chờ đến khi lý dược tiến hối hận muốn xuống lầu lại phát hiện cửa mở không ra tuy rằng lúc ấy ông ta đã ra sức đập cửa cả buổi nhưng cũng không biết tại sao vẫn chẳng có ai tới mở cửa cho ông ta ông ta vì muốn tự tử mới đi lên cho nên trên người chẳng đem theo gì tất nhiên cũng không mang đi động không khéo chính là ngay lúc này lý dược tiến đột nhiên phát bệnh khó chịu muốn chết cuối cùng ông ta đành phải núi phía sau tháp tản nhiệt tránh gió. Kết quả hôm đó lại đổ một trận mưa to, nhiệt độ hạ đột ngột, Lý Dược Tiến bị nhốt trên mái nhà vừa bệnh vừa lạnh cống, can trì được một đêm, cuối cùng trút hơi thở cuối cùng trong tình trạng cực kỳ đau khổ. Con mà muốn chết mà không dám chết, cuối cùng lại chết thảm một cách đáng thương chắc chính là tên mắt đỏ kia. Ông ta vẫn cứ lang thang trong tòa nhà nội trú, hút dương khí của những người bệnh nặng sắp chết bây giờ làm sao đây báo cảnh sát hay là chờ đến buổi tối rồi nói đinh nhất trầm giọng hỏi tôi suy nghĩ và nói oán khí của tên kia quá nặng hiện giờ chú lê hôn mê anh có chắc là đối phó được tên kia không đinh nhất trầm tư một lát mới nói ông ta sợ giao thép trên người cậu buổi tối hôm nay hai chúng ta gặp ông ta trước rồi nói tiếp nếu không thể loại bỏ cạn khí trong lòng ông ta hãy dùng dao thép giết ông ta tôi thấy quả nhiên đinh nhất không có sự nhân từ nương tay như chú lê sẽ không suy xét nghiệp chướng hay không nghiệp chướng gì cả cũng phải nếu tên kia không nghe khuyên bảo thật vậy đừng trách hôm nay chúng tôi ra tay không nể tình sau đó tôi để đinh nhất khóa chặt cửa phòng cháy lại trước bởi vì trước khi chúng tôi xử lý xong âm hồn kia vẫn chưa thể để cho ai phát hiện ra thi thể của lý dược tiến mới được khi hai chúng tôi quay về phòng bệnh thẩm oánh oánh đã trở lại thu dọn di vật của cha cô ấy khi nhìn thấy tôi bước vào, cô ấy lấy từ trong túi ra một phong bì đặt lên giường chú Lê và nói: "20.000 đồng này trả lại cho anh, mặc dù chưa dùng tới, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh." Tôi hơi giật mình, làm sao cô biết là tôi? Tôi đã kiểm tra camera giám sát, muốn xem thử là ai tốt bụng chuyển cho chúng tôi nhiều tiền như vậy. Thẩm Oánh Oánh ăn ngay nói thật. Tôi thấy cảm xúc của cô ấy đã ổn định, nhẹ giọng nói với cô: Thật ra có một số việc vẫn nên nhìn thoáng một chút, đặc biệt là khi đối mặt với lúc cha mẹ già đi. Đây là giai đoạn mỗi người đều nhất định phải trải qua, không ai có thể chạy thoát. Chương 1372 Thẩm oánh oánh cười khổ mà nói, đạo lý tôi đều hiểu cả, nhưng tôi không ngờ ngày này tới sớm như vậy. Tôi còn muốn chờ khi tốt nghiệp đi làm, cha tôi có thể không cân vất vả như hiện giờ nữa, nhưng chăng ngờ, vẫn chưa chờ được đến ngày đó tôi tiếp tục khuyên cô ấy cuộc đời vẫn phải tiếp tục cha cô cũng hy vọng về sau cô có thể sống hạnh phúc đừng vì sự suy sụp trước mắt mà mất đi hy vọng với cuộc sống xét đến cùng so với ông ấy cô vẫn còn có cơ thể khỏe mạnh cho nên cô phải sống thật tốt như vậy cũng là sống thay phân của ông ấy lúc này thẩm oánh oánh ôm lấy quần áo của cha cô ấy khóc thất thanh tôi thấy cuối cùng cô ấy đã phát tiết hết tất cả cảm xúc trong lòng ra nên nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy để xoa dịu. Tốt rồi, tất cả mọi chuyện đều qua rồi. Sau này chỉ cần nhớ về tình yêu của cha với mình, cô nhất định có thể sống thật tốt. Tiện thẩm oánh oánh đi rồi, Đinh Nhất cười bảo tôi, cậu gửi tiền lúc nào thế? Tôi bật mạnh ra tiếng thở dài và nói, chị Tiết vẫn không thể cứu được mạng của thẩm Hồng Kỳ, tôi thật không ngờ ông ta lại luẩn quẩn trong lòng như vậy. Đinh Nhất thông thả nói với tôi một câu, Cậu nhớ kỹ câu này, ai có số nấy. Tôi ngẫm lại cũng phải, nếu hôm nay là vì chuyện khác, có lẽ người khác giúp một tay là có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng nếu là sức khỏe có vấn đề, vậy thật sự chỉ có thể xem số mạng. Nghĩ đến đây tôi lại quay đầu nhìn về phía chú Lê, không biết lão thầy bỏ già này còn muốn ngủ bao lâu mới định tĩnh. Trước kia khi chú ấy thường xuyên ở bên cạnh thì không cảm thấy gì, bây giờ thình lình bị bệnh trong lúc nhất thời tôi thực sự hơi không quen giống như bất chợt không còn người đáng tin cậy nữa buổi chiều hai vợ chồng lão triệu và chiêu tài đến thăm đầu tiên lão triệu gặp bác sĩ điều trị chính của chú lê tìm hiểu thử bệnh tình của chú theo con mắt chuyên nghiệp của anh ấy vấn đề của chú lê không lớn phẫu thuật cũng coi như thành công mấy ngày nay chỉ cần quan sát chặt chẽ là được chắc hẳn có thể tỉnh lại rất nhanh thôi trong lòng tôi buông lỏng đây là tin tức tốt nhất tôi nghe được mấy ngày nay. Vì vậy tôi cúi người xuống lấy tay véo mặt chú Lê và nói, chú yêu quý của cháu, chú nhanh tỉnh lại đi. Nếu như còn không tỉnh cháu sẽ tiêu hết tiền ép đáy quan tài của chủ đấy. Chỉ tiết kích thích này chưa đủ mạnh, chú Lê vẫn không cho tôi một chút phản ứng nào. Xem ra buổi tối hôm nay tôi vẫn phải trông cậy vào đại sư gà mờ đinh nhất mới được. Chờ hai vợ chồng lão triệu đi rồi, Tôi và Đinh Nhất bắt đầu chuẩn bị những gì cần cho việc bắt ma buổi tối. Trước đây chúng tôi đều là phụ tá cho chú Lê, tuy rằng cũng biết chút chút, nhưng chắc chắn kém xa chú ấy. Hy vọng buổi tối hôm nay chúng tôi có thể thuận lợi hoàn thành mọi thứ. Trên thực tế tôi cũng không muốn đánh tan linh hồn của Lý Dược Tiến lắm, dầu gì tôi cũng do chú Lê dạy dỗ nên, vì thế cũng lây nhiễm phần nhân từ nương tay của chú. Ngẫm lại lúc Lý Dược Tiễn còn sống cũng rất đáng thương, nếu sau khi chết lại bị chúng tôi đánh hồn bay phách tán, thì ngay cả cơ hội đầu thai một lần nữa cũng không có. Để làm rõ ràng rốt cuộc tại sao Lý Dược Tiến lại đến nông nổi này, nên tôi đến quầy y tá tìm mấy cô y tá nói chuyện phím. Sau đó giả vờ vô tình cố ý nói, đúng rồi, trước đây tôi có một ông hàng xóm tên Lý Dược Tiên, nghe nói ông ấy ở bệnh viện của các cô luôn. Hai cô y tá nghe vậy thì nét mặt thay đổi, một người trong đó còn nói với sắc mặt khó coi, đừng đề cập đến lý dược tiếng đó. Chính là vì ông ta mà nhân viên y tế của phòng chúng tôi chẳng còn tiền thưởng trong tháng nữa đó. Tôi cố ý kinh ngạc hỏi, là sao? Chẳng lẽ ông ta khiếu nại các cô à? Nào có, người này thiếu bệnh viện hơn 10.000 tiền viện phí nên chạy trốn. Chúng tôi đã tìm ông ta gần 2 tháng nay. Anh quen ông ta à? Vậy anh biết có thể tìm được ông ta ở đâu không? Cô ta vội vàng hỏi tôi. Tôi thầm nghĩ bụng, không phải ông ta ở trên mái nhà khu nội trú của các cổ đó sao? Rõ ràng là tự các người không tìm thấy, còn nói người ta chạy trốn. Thật ra những người ở bệnh viện này nên thấy may mắn là lúc trước Lý Dược Tiến không nhảy xuống giống thẩm hồng kỳ, nếu không khoa của bọn họ, thậm chí bệnh viện của bọn họ đều phải nổi tiếng vì thế. Rốt cuộc nếu chỉ trong thời gian hai tháng ngắn ngủi, liên tiếp xảy ra chuyện bệnh nhân tự tử, như vậy đã có thể lên kênh truyền hình pháp luật online rồi sau khi trời tối đinh nhất bố trí một trận pháp nhốt mà quen thuộc duy nhất mà anh ta biết bên trong phòng bệnh hy vọng có thể nhốt lý dược tiến trong trận thành công chỉ có điều bây giờ còn một vấn đề bày ra trước mắt chúng tôi đó là làm sao chúng tôi có thể bảo đảm lý dược tiến nhất định sẽ đi vào căn phòng này của chú lê đây rốt cuộc cả một tầng này đều là những người bệnh nặng nguy kịch ai biết lý dược tiến có thể tới tìm ai chứ khi tôi và đinh nhất đang sầu não chiếc giường trước đây của thẩm hồng kỳ có một người bệnh vào nằm nghe y tá nói người này từ khu cấp cứu chuyện đến tai nạn xe đâm vào đầu tình hình không khác chú lê quá nhiều đều là bị cục máu đông đè lên dây thần kinh vừa mới làm phẫu thuật mở hộp sọ xong chỉ là trên người này không có giấy tờ chứng minh thân phận gì hết hơn nữa cũng không liên hệ được với người nhà của anh ta bệnh viện cứu chữa trước theo chủ nghĩa nhân đạo không có người nhà sẽ không ai theo chăm sóc buổi tối hôm nay tên này chắc hẳn là một con dê béo dễ dàng ra tay trong mắt lý dược tiến đây có điều mặc dù hiện giờ bệnh nhân này trở thành mồi câu cá của chúng tôi nhưng cũng không thể để anh ta có một chút nguy hiểm nào cho nên tôi vẫn bảo đinh nhất đè một lá bùa vàng chú lê thường về ở dưới người anh ta để phòng ngừa chẳng may sau khi màn đêm buông xuống tôi vẫn canh ở cạnh giường chú lê như bình thường mà Đinh Nhất vẫn trốn ở trong phòng vệ sinh của tầng này, chờ tín hiệu của tôi. Trước nửa đêm, tất cả đều bình thường, giữa chừng chỉ có y tá ghé qua thăm hai lần. Hơn một giờ sáng, tôi gục xuống giường bệnh của chú Lê giả vờ ngủ, đến khi một lần nữa cảm thấy trên người ớn lạnh từng cơn. Tôi lặng lẽ mở mắt nhìn, thấy thứ tà ma có đôi mắt đỏ kia quả nhiên đang cúi người hút dương khi của bệnh nhân phải phẫu thuật vì bị tai nạn xe. Tôi lập tức ấn nút trên điện thoại gọi cho đinh nhất trong phòng vệ sinh ngoài hành lang sau đó chậm rãi ngồi dậy ngay ngắn lạnh lùng nói với thứ tà ma kia lý dược tiến bị tôi gọi đúng tên tên kia đột nhiên quay người lại trừng đôi mắt màu đỏ tươi nhìn về phía tôi tôi thấy ông ta bước vào trận pháp đinh nhất đã bày lúc này mới thoáng thở phào và nói ông là lý dược tiến phải không tôi đoán tên kia không ngờ tôi lại có thể gọi thẳng ra tên của ông ta sửng sốt trong chốc lát mới cứng họng hỏi tôi cậu là ai làm sao biết tên của tôi? Tôi cười lạnh nói, ông rất nổi tiếng ở đây đấy, ông không biết sao. Tôi nổi tiếng. Một người bị bệnh nan y như tôi có gì mà nổi tiếng? Lý Dược Tiến rất khó hiểu hỏi lại. Đó là bởi vì từ sau khi nơi này trở thành một trong ba bệnh viện hàng đầu, ông là người bệnh đầu tiên thiếu tiền viện phí nên chạy trốn. Tôi nói với giọng điệu châm biếm. Chương 1373. Lý Dược Tiến nghe vậy thì tức muốn học máu. Sao có thể? tôi vốn không hề chạy trốn vì thiếu tiền viện phí người nhà của tôi sẽ giúp tôi nộp đủ hết tất cả tiền ông nghĩ gì thế lúc ông còn sống bọn họ cũng không chịu tiếp tục bỏ tiền cứu ông chẳng lẽ ông còn trông cậy bọn lọ trả tiền nợ cho bệnh viện sau khi ông mất sao lý dược tiến bị tôi nói cho sửng sốt bởi vì ông ta biết lời tôi nói không sai rốt cuộc người nhà của mình có tính tình như thế nào chính ông ta là người rõ nhất bọn họ hoàn toàn không có khả năng làm ra loại chuyện này tôi thấy vẻ mặt của lý dược tiến buông bã không nhân tâm tiếp tục kích thích ông ta vì thể khẽ khuyên nhủ cả một đời này của ông cực khổ quá nhiều không băng sớm rời đi thôi có lẽ kiếp sau sẽ có được cảnh ngộ khác thì sao lý dược tiến hừ lạnh đáp tôi thấy chưa chắc đời này đã sống cực khổ không có nghĩa là kiếp sau có thể sẽ tốt hơn được bao nhiêu thay vì đời đời chịu khổ không băng tôi tự do tự tại như bây giờ cái tự do tự tại của ông đổi lấy băng biệt hút dương khí của người khác bọn họ cũng đã từng giống như ông đều là đều là người bất hạnh sau ông nhân tâm hút đi dương khí vốn đã không còn nhiều lắm của họ chứ tôi lạnh dòng chất vấn lý dược tiến oán hận đáp lời người bất hạnh phải thông cảm với người bất hạnh tr thời nay đều là tự lo thân mình chính mình cũng lo không xong làm sao có thể chăm sóc cho người khác tôi thấy oán khí của ông ta quả nhiên rất nặng chắc sẽ không bị dăm ba câu của tôi xoa dịu dễ dàng. Nghĩ đến đây, tôi lại đột nhiên nói với ông ta, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của ông, ông yên tâm, người nhà của ông sẽ nhanh chóng có thể tới đón ông đi. Lý Dược Tiễn nghe vậy lạnh lùng hỏi tôi, có không? Lỡ đâu vì không muốn nộp hơn 10.000 tiền viện phí đó mà không muốn tới thì sao? Tôi sững ra, việc này đúng thật là khó mà nói, có điều ngoài miệng tôi lại nhận lời với ông ta ông yên tâm tất nhiên tôi có cách để ông được yên nghỉ dưới mổ thừa dịp bây giờ ông vẫn chưa tạo nghiệp quá nặng mau mau đi thôi nhưng lý dược tiến vẫn lắc đầu nói dựa vào đâu để tôi tin lời cậu đây ông ta vừa dứt câu đinh nhất ở cửa đã lạnh giọng nói ông chỉ có hai con đường có thể chọn nếu ông không thích cách mọi người đều vui vẻ kia tôi cũng có thể đưa ông lên đường ngay bây giờ như thế thì từ nay sẽ thực sự xong hết mọi chuyện thế nào Lý Dược Tiễn nghe tiếng quay đầu lại nhìn sát thần đen thui đinh nhất, xoay người muốn chạy. Nhưng lúc này ông ta lại phát hiện mình đã dính bẫy, bị nhốt ở trong trận pháp nhốt ma mà đinh nhất bố trí sẵn từ trước. Lý Dược Tiên thấy mình bị lừa, lập tức cực kỳ tức giận, xoay người nhào về phía tôi. Nhưng dao thép trong tay tôi cũng không phải ăn chay, thấy ông ta nhào tới mình, tôi tiện tay dơ dao nhỏ chắn trước người. Kết quả Lý Dược Tiến đầy tà khí vừa vặn đụng vào mặt trên của dao thép ông ta bị bắn ra ngoài trong nháy mắt ăn phải lần thiệt thòi này lý dược tiến không còn dám tùy tiện tới gần tôi nữa nhưng tình hình hiện giờ rất xấu hổ chúng tôi chắc chắn không khuyên được lý dược tiến vậy chỉ còn lại có một cách chính là để đinh nhất đánh ông ta hồn bay phách tán như vậy tất cả mọi chuyện đều được giải quyết nhưng mà tôi thật sự hơi không đành lòng xuống tay nếu lúc này đánh tan hồn phách của ông ta vậy thì ông ta thật sự chẳng còn gì cả ngay khi tôi đang không biết phải làm sao thì đột nhiên nghe được một tiếng ho nhẹ quen thuộc, tôi lập tức kích động quay đầu nhìn lại. Kết quả lại phát hiện chú Lê vẫn nằm ngay ngắn ở trên giường, cũng không có dấu hiệu nào là muốn tỉnh. Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy tiếng của chú mà, chẳng lẽ là tôi sinh ra ảo giác. Khi tôi đang mặt mày hoang mang, lại nghe giọng nói kia vang lên lần nữa, nhìn đi đâu đấy hả? Chú ở đây cơ mà. Lúc này đây tôi nghe thấy rất chân thật đây tuyệt đối chính là giọng của chú lê vì thế tôi lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh lại thấy một chú lê khác nữa trong suốt đang đứng trước cửa sổ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tôi và đinh nhất chú lê sao chú lại thành ra thế này lòng tối hoảng hốt muốn chạy ra ngoài gọi bác sĩ chú lê thấy thế vội vẫy tay với tôi và nói đừng nóng vội đừng nóng vội chứ không có việc gì đâu chỉ là không muốn nhìn hai thằng ngốc các cháu đánh tên này hồn bay phách tán thôi, cho nên mới tạm thời xuất hồn khuyên ông ta thử. Đừng hở ra là phải đánh tan ma quỷ. Chú nói cho các cháu biết, người sống ở dương gian và tâm hồn ở âm ty đều có ghi sổ cả. Chỗ chúng ta thiếu một người sống có cảnh sát điều tra, dưới âm ty kia thiếu một âm hồn tất nhiên cũng có âm sai tới điều tra. Cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện giết ma, biết không? tối hơi sốt ruột nói được rồi biết rồi chú mau trở về đi chú nói coi chú bất tỉnh thì cứ bất tỉnh đi lại còn cứ phải xuất hồn ra lát nữa mà không về được thì cháu coi chú làm sao đây chú lê liên tục thở phì phì mấy cái rồi nói thằng nhóc nhà cháu không thể trông mong điều tốt cho chú được hả chú có thể ra được chắc chắn có thể về được đừng có lo lắng không đâu tôi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm sau đó cười hì hì, vậy chú tỉnh lại nhanh lên đi, bằng không sẽ chậm trễ việc làm ăn đó. Có chú Lê dường như mọi chuyện thuận lợi hơn rất nhiều, đặc biệt là khi Lý Dược Tiến nhìn thấy chú Lê, hình như vì đồng bệnh tương lân cho nên ít nhiều đã hơi buông cảnh giác. Chú Lê cũng kiên nhẫn khuyên ông ta, ông anh à, ông xem số tuổi hai ta không chênh nhau mấy, nghe tôi khuyên một câu, buông những điều không cam lòng đó đi, lên đường sớm một chút nhé. Hiện giờ ông nói nhẹ nhàng như vậy, đó là bởi vì ông còn có thể tiếp tục sống, nhưng tôi thì không. Đời này tôi chưa từng được hưởng phúc, già rồi, con trai không hiểu thảo, bạn già không để ý sự sống chết của tôi, tiền tiết kiệm tích cấp cả đời cũng không đủ để giữ mạng. Lúc còn sống tôi quá mệt mỏi, chết rồi cũng không có chỗ nào để đi. Tôi chỉ muốn làm theo ý mình một lần sau lại không được chứ. Lý Dược Tiến nói với vẻ mặt tuyệt vọng chú lê thở dài ở trên đời này không ai có thể sống mà mọi chuyện đều theo ý mình được không chỉ một mình ông như thế nếu ông cứ một mực cố chấp ở lại đây chẳng lẽ thật sự phải để đồ đệ của tôi đánh tan hồn phách của ông sao thừa lúc giờ còn có cơ hội ông vẫn nên yên tâm lên đường đi có đôi khi tôi thật sự rất nể phục sự kiên nhẫn của chú lê tuy tôi cũng không muốn làm lý dược tiếng hồn bay phách tán nhưng nếu khuyên năm lần bảy lượt vẫn không được thì chắc tôi cũng mất hết kiên nhẫn, mặc cho Đinh Nhất làm theo cách của anh ta. Cuối cùng, chú Lê vẫn dựa vào ba tất lưỡi của mình để loại bỏ oán niệm trong lòng Lý Dược Tiến, làm ông ta cam tâm tình nguyện đi theo âm sai. Thật ra làm nghề của chúng tôi, có đôi khi chẳng khác bác sĩ tâm lý, chỉ cần kiên nhẫn nghe những âm hồn đó kể lễ nỗi khổ sở trong lòng mình, đặt mình vào họ mà suy nghĩ, cuối cùng loại bỏ oán hận chất chứa trong lòng họ cũng không phải việc gì khó chương 1374. Sau khi thu phục được âm hồn của Lý Dược Tiến, chuyện còn lại chỉ là nên làm như thế nào để người ta phát hiện thấy khô trên mái nhà. Nơi đó gió rất lớn, thi thể của Lý Dược Tiến đã ở trạng thái khô quắc một nửa, cho nên khả năng tìm được ông ta bằng mùi cũng không lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định hay là để nhân viên đi lên bảo trì thiết bị là người đầu tiên phát hiện thi thể. Rốt cuộc lúc trước chính là anh ta để cho Lý Dược Tiễn theo lên, sau đó lại khóa ông ta ở trên đó, bởi vậy để anh ta bị dọa sợ một chút cũng không quá đáng. Sáng sớm hôm sau, tôi tìm y tá khiếu nại thiết bị thông gió của phòng bệnh cứ đến tối là tỏa ra một mùi lạ khó ngửi, làm người ta thật sự chịu không nổi. Nếu buổi tối hôm nay còn ngửi thấy mùi này, tôi sẽ đến phòng quản lý bệnh viện khiếu nại khoa của bọn họ. Cô y tá chưa từng bị dọa, vừa nghe nói tôi muốn khiếu nại lập tức gọi nhân viên tới lên nóc nhà bảo trì thiết bị thông gió kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết khi anh nhân viên kia nhìn thấy thi thể phía sau tháp tản nhiệt thì suýt nữa bị dọa tè ra quần sau đó cảnh sát khám nghiệm hiện trường và nhận định lý dực tiện chết do ngoài ý muốn chứ không phải bị giết có điều cái ngoài ý muốn này nhất định là do bệnh viện bịt miệng suy cho cùng người chết ở trên nóc nhà của bệnh viện cơ mà buồn cười chính là sau khi con trai của lý dực tiến và bạn già nghe nói chuyện của lý dực Tiễn, lập tức tìm đến bệnh viện đòi bồi thường đã sớm quên chuyện trước đây bọn họ khất nợ bệnh viện tiền viện phí có con trai và vợ như vậy thảo nào ông ta không muốn sống nữa giải quyết chuyện của lý dược tiễn xong rồi nguyên thần của chú lê thuận lợi về lại xác chỉ không biết có phải bởi vậy mà tiêu hao quá nhiều tinh khí hay không cho nên chú lê vẫn không có dấu hiệu nào muốn tỉnh lại chẳng còn cách nào khác chúng tôi đành phải tiếp tục ở tại bệnh viện cùng chủ vài ngày sau cuối cùng lão già này cũng tỉnh lại sau một cơn ho khang đinh nhất và tôi vừa thấy chú lê rốt cục đã tỉnh mừng đến xích nữa muốn đi thắp hương tạ ơn thần phật có điều tỉnh thì tỉnh nhưng cơ thể chú vẫn hơi suy yếu bác sĩ nói vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày tôi thấy không sao cả chỉ cần người tỉnh là mọi chuyện đều dễ nói xem ra về sau cũng không thể coi chú lê như ông già toàn năng được nữa người già không thể đọ gân cốt được từ giờ trở đi mỗi năm đều phải đưa chú đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chú Lê không có con cái, về sau những việc này phải do tôi và Đinh Nhật nhọc lòng rồi. Nhưng từ sau khi chú Lê tỉnh, ngày nào cũng phàn nàn đồ ăn của bệnh viện dở tệ, canh su nhạt nhẽo khó ăn muốn chết. Nhưng bác sĩ người ta đã dặn, trong khoảng thời gian này không những phải kiên rượu kiên thuốc lá, ẩm thực còn cần phải thanh đạm. Kết quả lão già này ngày ngày kêu gào đòi ăn giò heo. Ngay từ đầu tôi và Đinh Nhất chẳng ai thèm tiếp lời chú, vì thế chú bắt đầu lãi nhại chúng tôi là hai cái đồ vô lương tâm. Trước kia chủ có cái gì ngon đều nghĩ đến chúng tôi, nhưng hiện giờ chú bị bệnh, chúng tôi lại bắt đầu ngược đại chú. Chẳng còn cách nào, tôi đành phải để Đinh Nhất ở trong phòng bệnh với chú. Sau đó tôi bắt taxi đi mua cho chú món giò heo kho mà chú muốn ăn nhất. Để chú Lê có thể ăn được giò heo nóng hổi, tôi đi vội vàng, sợ lúc trở về bệnh viện nguội mất kết quả khi ra khỏi thang máy lại đâm đầu và phải một người đàn ông đội mũ lưỡi trai cái tên này cứ cúi đầu suốt bị tôi đụng vào cũng chẳng nói gì không quay đầu lại mà chui vào thang máy làm câu xin lỗi đã đến bên miệng của tôi lại nuốt trở về trở lại phòng bệnh bác sĩ điều trị chính của chú lê đang xem xét vết thương trên đầu chú liền lại thế nào tuy rằng hiện giờ đều là phẫu thuật ít xâm lấn nhưng dù sao cũng là phẫu thuật mở hộp sọ cho nên vẫn phải cẩn thận một chút. Phẫu thuật ít xâm lấn Minimally Invasive Surgery, MIS còn được biết đến dưới tên gọi phẫu thuật lỗ khóa, là phương pháp phẫu thuật thông qua những vết mổ nhỏ. Thấy có bác sĩ, tôi lập tức giấu món giò heo trong tay ra phía sau, nếu như để bác sĩ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị chửi một trận thậm tệ. Vừa nãy ở hành lang tôi còn nhìn thấy một bác sĩ đang răng đe người nhà bệnh nhân kia, chắc có lẽ là bệnh nhân đó không nghe lời bác sĩ nói làm chuyện gì không nên làm. Người nhà bị bác sĩ răng dậy một trận nên thân. Thật ra, đôi khi tôi cũng rất hiểu cho bác sĩ, trong tay mỗi người bọn họ đều có rất nhiều bệnh nhân, lúc nào cũng phải nhọc lòng vì mỗi một người bệnh. Cho nên có vài lúc người bệnh không nghe theo lời bọn họ nói làm xuất hiện một ít vấn đề, đúng là khiến người ta bực bội thật. Nhưng đồng thời tôi cũng rất hiểu bệnh nhân và người nhà họ. Đầu tiên là tâm trạng của họ rất thấp thỏm, Ai đến bệnh viện khám bệnh mà lại vui vẻ chứ? Hơn nữa đại đa số bệnh nhân không có kiến thức y học gì cả, cho nên luôn quấn lấy bác sĩ hỏi những vấn đề lặp đi lặp lại. Bởi vì bác sĩ bận quá, cho nên đôi khi họ sẽ cảm thấy là đang lãng phí thời gian, vậy nên trong giọng nói ít nhiều sẽ hơi mất kiên nhẫn. Nếu bệnh nhân có tâm trạng lo âu gặp bác sĩ cũng có giọng điệu không tốt, như vậy sẽ rất dễ sinh ra mâu thuẫn bác sĩ, bệnh nhân thật ra chỉ cần có thể thấu hiểu cho nhau nhiều hơn là sẽ giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn xung đột bác sĩ kiểm tra phòng đi rồi chú lê lập tức muốn ăn giò heo tôi mua về ngay tôi vội vã ra cửa phòng bệnh ngó nghiêng một phen xác định không có bác sĩ và y tá ở gần mới lấy giò heo ra mở hộp giữ ấm ra mùi thơm của giò heo kho lập tức lan tỏa tôi thấy như vậy cũng không được cần phải tiêu hủy hết thảy chứng cứ trong khoảng thời gian ngắn sau đó mở cửa sổ cho bay mùi, nếu không y tá vào là bị lộ liền. Chú Lê vừa thấy giò heo kho, hai mắt sáng bừng lên, nhìn là biết thèm muốn chết rồi. Vì vậy tôi vội lấy một cái ra đưa cho chú, nói trước nhé, chỉ có thể ăn một cái thôi. Nếu lát nữa có y tá hỏi tới, chú cứ nói là hai anh em cháu ăn. Nói xong, tôi chia hai cái giò heo còn lại với Đinh Nhất, sau đó bắt đầu cùng ăn với chú Lê. Chú Lê vừa ăn còn vừa nói, các cháu chỉ lo lắng không đâu, tuổi thọ của chú chính chủ biết, còn sớm mà. Thêm nữa, đời người ngắn ngủi, nếu như mỗi ngày thịt không thể ăn, rượu không thể uống, vậy cho dù có sống đến 100 tuổi cũng có ý nghĩa gì đâu. Tôi lập tức phản bác, chú đang ngụy biện đấy hả? Trước đây chúng cháu mặc kệ, nhưng mà bây giờ chú cũng đã mổ cả đầu ra rồi. Điều này rất nghiêm trọng, cần phải nghe lời bác sĩ. Đừng ở đây cò kè mặc cả với cháu. Cháu cho chú biết, cháu răng đe chú còn đỡ hơn nhiều so với bác sĩ răng đe chú đó. Đừng thấy lão già này ngày nào cũng lý sự với chúng tôi, nhưng mà thật sự phải tới trước mặt bác sĩ cũng thành thật như con mèo hoa thôi. Cho nên chú vừa nghe tôi lôi bác sĩ ra, cũng chỉ đành lặng lẽ ngậm miệng. Mấy tối nay đều là đinh nhất trong chừng, tôi vào xe ở dưới lầu ngủ, bởi vì so sánh với anh ta tôi thật sự không thể thức đêm nổi. Ai ngờ buổi tối hôm nay, tôi đang chuẩn bị đi xuống bãi đổ xe dưới lẩu thì lại gặp người đàn ông kỳ lạ đụng phải mình ở cửa thang máy lần trước. Chương 1375 Người đàn ông kia vẫn mặc bộ đồ đó, lúc đi đầu vẫn cúi xuống, chỉ có điều toàn thân anh ta có một loại khí tức tức ngột ngạt, nặng nề, khiến tôi có cảm giác người đàn ông này nhất định có chuyện gì đó. Thế nên tôi giả bộ quay lại xe lấy đồ, rồi lắng lặng đi theo hắn. Tôi đi theo hắn đến khu điều trị nội trú, thấy hắn không ngừng đi đi lại lại trên hành lang của khoa giải phẫu thần kinh, giống như đang tìm ai đó, mà người hắn tìm chắc chắn không phải bệnh nhân ở đây, vì hắn chỉ nhìn qua trong phòng sau đó lại đi tiếp. Trong lúc tôi đang buồn bực không hiểu hắn cuối cùng là muốn làm cái gì, thì thấy có một bác sĩ béo đi từ trong một phòng bệnh ra. Lúc này cơ thể tên kia rõ ràng trùng mình một cái, xem ra bị bác sĩ này chính là người hắn muốn tìm lúc này hắn vẫn đứng sau lưng bác sĩ mập hắn từ từ đến gần bác sĩ mập kia tôi nhìn thái độ của hắn chỉ sợ hắn định làm chuyện xấu thế là tôi hét lớn này anh làm gì thế nghe thấy tối hô lên hắn giật mình một cái thân thể đột nhiên rung lên còn bác sĩ mập lúc này nghe thấy tiếng tối hô cũng quay đầu lại anh ta nhìn tôi nghi hoặc sau đó mới nhìn đến hắn tao lỗi lúc bác sĩ mập nhìn thấy người kia vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên không ngờ tên tàu lỗi kia đột nhiên rút từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả lao nhanh đến phía bác sĩ mập bác sĩ mập nhất thời chưa kịp phản ứng bụng dưới đã bị con dao của tàu lỗi đâm vào tôi nhìn thấy máu chảy ra lập tức hô lớn anh muốn làm gì dừng tay nhưng lúc này áo blue trắng của bác sĩ mập đã bị nhuộm đỏ vì tôi đột nhiên hét lên tiếng lại lớn hai người y tá gần đó vội chạy lại xem tình hình lúc nhìn thấy người bác sĩ mập đầy máu lập tức hét lên thất thanh tiếng hét kích thích tàu lỗi hắn rút dao ra định đâm lần nữa nhưng tôi sao có thể để cho hắn cơ hội ra tay nếu chịu thêm nhát dâm nữa tính mạng của bác sĩ mập kia khó giữ được tôi lập tức phi thân đá mạnh vào người tàu lỗi khiến hắn quỳ một chân trên đất tiếp đà tôi đá thêm một cước vào tay cầm dao của tàu lỗi lập tức một tiếng rắc giòn tan vang lên nghe âm thanh thì chắc tôi đã đá gãy tay hắn nhưng lúc này tôi không để ý được nhiều cứu người quan trọng thể là tối nhanh chóng cười lên lưng tào lỗi dùng hết sức giữ chặt đầu hắn lúc này bệnh nhân trong các phòng bệnh ùa ra rất đông tôi nhìn thấy bọn họ thì hét lớn báo cảnh sát đi không biết tên tào lỗi này lấy đâu ra sức mạnh lớn như thế bị tối đè xuống đất vẫn ra sức dễ dụa tôi sắp không khống chế hắn được nữa rồi may mà đinh nhất kịp thời vọt tới một cước đạp lên chỗ tay hắn bị tôi làm gãy theo lý thuyết với thân thủ của đinh nhất đối phó với một kẻ như vậy phải dễ như chơi ấy chứ nhưng dù cổ thể nào anh ta cũng không khống chế được tàu lỗi lúc này bác sĩ mập bị thương đang nằm trên đất giọng yếu ớt nói đừng đừng ép anh ta anh ta anh ta bị động kinh tôi và đinh nhất đều giật mình nhanh chóng lật tàu lỗi lên thấy hắn quả nhiên hai mắt nhắm nghiền miệng sùi bọt mép Đầu lưỡi vẫn còn đang bị hàm răng cắn chặt. Với sức cắn như vậy, nếu không mở được miệng hắn ra có lẽ đầu lưỡi sẽ bị đứt mất. Tìm thứ gì đó, nhanh tìm thứ gì đó cho anh ta cắn. Bác sĩ Mập vừa dùng một tay ấn lên vết thương trên bụng mình vừa nói với chúng tôi, "Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng chưa tìm được thứ gì tiện tay, đúng lúc này tôi thấy một chiếc dẻ lau bị vứt ở góc tường, tôi vội nhặt lên, sau đó ném cho Đinh Nhất nắm chặt lại rồi nhét vào miệng hắn ta." đinh nhất bắt được nắm cái khăn lại rồi định nhét vào mồm tạo lỗi nhưng hàm răng của hắn cắn chặt không mở ra được dù là đinh nhất có sức mạnh hơn người cũng không sao tách ra được nhìn thấy tàu lỗi đã sắp cắn đứt lưỡi của mình rồi máu và nước bọt không ngừng chạy xuống thời điểm quan trọng vẫn là đinh nhật nhanh trí tháo khớp cầm của hắn cuối cùng mới khiến hắn nhủ đầu lưỡi ra lúc này có mấy người y tá và bác sĩ chạy đến đầu tiên họ đặt bác sĩ mập lên giường rồi đẩy đi sau đó lại đem tàu lỗi đang không ngừng co giật lên một chiếc giường khác cùng đi cấp cứu. Lúc đó tôi không ngờ rằng, vị bác sĩ mập kia đã nhận một dao của tàu lỗi, vào thời điểm mấu chốt vẫn còn nhắc chúng tôi hẳn bị tái phát chứng động kinh. Một người bác sĩ như vậy nếu nói không phải bác sĩ tốt thì tôi không tin. Nhưng nếu bác sĩ mập là bác sĩ tốt, thì sao tàu lồi lại muốn đâm anh ta? Có điều từ vẻ mặt của hai người đó thì có cảm giác họ vô cùng quen thuộc, có khả năng tạo lỗi từng là bệnh nhân của bác sĩ Mập, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà từ quan hệ bác sĩ bệnh nhân lại phát triển thành tình huống đâm chém như thế này. Sau đó cảnh sát đến hiện trường ghi chép, tôi nhìn thấy người cảnh sát lấy lời khai hơi quen quen, nhìn kỹ lại, đó không phải chính là người cảnh sát xuất hiện ở vụ thẩm hồng kỳ nhảy lầu sao. Khó trách về mặt anh ta trông lại đau khổ như thế, có lẽ vụ án kia vừa mới kết thúc, thì lại đến vụ dùng dao làm người khác bị thương, xem ra bệnh viện này trong hai tháng qua đúng là không hề yên ổn chuyện của lý dược tiến và thấm hồng kỳ vừa mới xử lý xong bây giờ lại phát sinh chuyện bệnh nhân đâm bác sĩ chắc chắn viện trưởng bệnh viện mấy ngày nay phải rất đau đầu rồi sau đó tôi có nghe y tá khoa đó nói nửa năm trước tàu lỗi bị chấn thương vùng đầu nên phải vào khoa giải phẫu thần kinh lúc đó trên đầu hắn có một cục u sưng lên phải nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ việc cắt bỏ khối u trên đầu rất nguy hiểm hơn nữa còn dễ để lại di chứng nhưng bác sĩ xét đến việc tàu lỗi vẫn còn rất trẻ cho nên đã thuyết phục hắn thực hiện ca phẫu thuật này tàu lỗi cuối cùng đồng ý nghe theo lời bác sĩ cắt bỏ khối u trong đầu lúc đầu ca phẫu thuật rất thuận lợi nhưng tại thời điểm hậu phẫu tàu lỗi bắt đầu xuất hiện chứng động kinh hơn nữa mỗi lần phát tác lại nặng hơn lần trước tàu lỗi mặc dù thoát khỏi được khối u kia nhưng thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh khiến hắn rất khổ sở lúc đầu hắn cũng tích cực tiếp nhận trị liệu nhưng sau đó hắn cảm thấy việc mình bị mắc chứng động kinh hoàn toàn là do bác sĩ phẫu thuật cho mình kỹ thuật không tốt